Tôi năm nay đã 60 tuổi rồi. Tôi làm nghề quay phim này. Cái đặc thù công việc của tôi á là quay nhiều nơi, phải di chuyển nhiều. Hơn nữa là quay thường là nó quá giờ, đâm ra ăn uống là nó không có cái giờ giấc nhất định. Nhiều khi mà quay người ta coi như là chỉ tới giờ ăn rồi không được ăn, 3-4 giờ chiều mới ăn trưa, rồi tối hù rồi đêm rồi bao giờ mới ăn chiều. Hơn nữa tôi thì lại nghiện cái rượu nè, chè này, thuốc nè, là thường xuyên. Do đó là cái bao tử tôi chắc có vấn đề. Thì tôi thấy nó đau râm ran thì tôi nghĩ là chắc tôi ăn phải cái gì đó thôi. Tôi vẫn cứ làm việc bình thường. Nhưng mà thấy một hồi nó ở chua ở hơi rồi. Rồi đến cái bữa nó đau quằn quại lên á, không chịu nổi. Tôi đành xin nghỉ rồi tôi đi tôi khám bác sĩ. Tới khám thì ông ấy cho tôi, ông bảo ông phải đi nội soi đi. Tôi đồng ý, tôi đi nội soi. Sau khi có kết quả thì bác sĩ nói là trời đất ơi, của ông bị dữ rồi đó. Đây này, ông ấy cho tôi xem viêm loét bờ cong to, viêm loét bờ cong nhỏ, tá tràng, viêm loét thực quản. Thì sao nó trào ngược lên nhiều quá, tôi hoang mang cực độ luôn. Mà công việc thì vẫn phải làm, nên là tôi phải điều trị một thời gian. Thì về khi trở về thì coi như là thấy rằng lúc thì nó đỡ, lúc thì nó lại bị. Thế mà tôi, cái cơ địa của tôi mà uống thuốc Tây ấy, thì là nó cũng nhiều khi nó hay bị cái dị ứng á, nên là không chịu được. Thế nên là tôi có tham khảo bác sĩ thì với thì bạn bè nữa thì người ta nói rằng là bác lên sử dụng cái đông y thảo dược hỗ trợ cho cái dạ dày rất là tốt. Thì tôi cũng đi tham khảo, đi chữa về đông y, nhưng mà tôi thấy cái bệnh tình nó không được khả quan. Đi làm thì vẫn cứ thỉnh thoảng nó lên những cái cơn đau, làm việc rất là khó chịu, chả nhẽ là bỏ nghề. Đấy, thì đang lẳng lòng quá rồi, oải rồi, thì thấy bà già cầm về cho tôi một hộp thuốc dạ dày Dataki này. Bà nói là tao nghe trên tivi á, và tao thấy nhiều người uống cái thuốc này khỏi. Bà, trời ơi, con cũng uống nhiều rồi nhưng mà con mất lòng tin rồi. Bà, mày cứ uống cái thuốc này đi, tao thấy nhiều người khỏi rồi đó. Mà hơn nữa cái cách uống của mày á, cái này á, nó là thảo dược mưa dầm thấm lâu, mày phải uống kiên trì thường xuyên thì bây giờ nó mới có hiệu quả được. Vậy tôi nghe theo bà già thôi, tôi uống tháng thứ nhất tôi kiên trì uống lắm, một ngày phải 6 viên, sáng 3 viên, chiều 3 viên, thì tôi thấy nó chuyển biến ngon lành. Tôi đi làm tôi thấy nó êm lắm, không còn ợ chua, không còn đau, không còn gì nữa. Tôi thấy nó hợp cái thuốc này với tôi uống liền 1 tháng nữa. Thì tất cả những cái mà đau rồi rồi ợ chua rồi là thì tôi chả thấy cái gì nữa, thì tôi vẫn cứ kiên trì nghe lời bà già, kiên trì tôi uống tiếp, tôi vẫn cứ mua tôi điều trị với nó. Thì tôi mãi làm rồi tới cái lúc mà nó khỏi lúc nào tôi cũng không biết nữa. Thì tôi thấy rằng là cái sản phẩm dạ dày Dataki này á, đối với tôi bị viêm nặng như vậy mà còn khỏi được á, thì chắc là nhiều bạn nhẹ nhàng hơn tôi thì chắc là rất là mau lẹ hơn. Tôi phải cảm ơn bà già, cảm ơn dạ dày Dataki. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.